Kính chào quý vị khán giả. Đến thứ Tư, dự báo nắng nóng vẫn còn xảy ra diện rộng ở miền Trung, nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ C và có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Thời gian nóng nhiệt độ cao trên 35 độ C có thể kéo dài liên tục từ 11 giờ đến 17 giờ. Nắng nóng dự báo còn kéo dài sang ngày thứ Năm. Tại Quảng Bình, nhiệt độ 2 ngày tới duy trì ở mức cao 36-37 độ C. Từ chiều tối thứ Năm thì mới có mưa giải nhiệt. Sang thứ Sáu, nắng nóng mới chấm dứt. Để tránh nóng thì du khách có thể lựa chọn khám phá hang Thung ở Quảng Bình, nằm trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ngoài được tận hưởng bầu không khí dịu mát ở trong các hang động, quý vị còn được chiêm ngưỡng hồ nước lơ lửng mới được tìm thấy đầu tháng 5, mang vẻ đẹp siêu thực. Nằm cao hơn mực nước của nhánh sông chính khoảng 15 mét nên vẫn đang là một bí ẩn. Với các điểm du lịch phía Nam, du khách lưu ý ngày thứ Tư, mưa dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành. Thời gian mưa tập trung vào buổi chiều, chiều tối và không loại trừ khả năng có mưa to, cục bộ, dễ kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Mưa dông cũng ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch khám phá tỉnh Bình Phước trong 3 ngày tới. Tránh những cơn mưa về chiều, buổi sáng trời có nắng, nhiệt độ vừa phải 32-33 độ C. Thuận lợi hơn để du khách đến Lâm Viên Mỹ Lệ để trải nghiệm thực tế ở các vườn cây ăn trái và đặc biệt là đồi chè Ô Long. Những cơn mưa dự báo cũng diễn ra ở các điểm du lịch miền Bắc như là Hà Nam. Mưa tập trung vào các buổi chiều. Riêng ngày thứ Sáu thì mưa có thể xảy ra bất chợt trong ngày, nhiệt độ giảm còn 30 độ C. Và cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.